Xin mến chào quý vị và các bạn. Cũng rất lâu rồi các bạn không được gặp mình trong cái bối cảnh như thế này. Cũng bởi vì mình có rất là nhiều việc. Ngày hôm nay thì máy của mình đang làm trong một cái công trường. Tiện thể đây thì mình quay một cái video chia sẻ về công việc hiện tại và chia sẻ về những cái công việc làm ở trong công trường. Mời các bạn cùng theo dõi video để xem máy xúc làm cho công trường thì làm những công việc gì nhé. Đây là toàn bộ cái nền phía trước của cái căn nhà 5 tầng này. Toàn bộ cái phần phía trước này sẽ được đào bỏ đất đi để làm đường. Còn những cái phần không đào đất đi thì sẽ để lại làm bồn hoa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ phải hạ khu này xuống để làm một cái đường đi vào cái căn nhà 5 tầng này. Chỗ này thì nhiều khi là có xe to vào cầu này, rồi xe nhỏ vào để làm việc hoặc đi lại, nên là bắt buộc phải làm một cái nền cứng. Đấy. Còn những cái đống đất mà mình đang để lại bên kia thì đều làm cái bồn hoa. Đất thì sẽ được mình xúc quăng hết ra phía sau này các bạn này và dồn thành từng đống. Sau này chờ xe bốn chân vào để xúc. Hiện tại đây thì mình đang hạ nốt cái góc này để có thể làm một cái mặt phẳng đẹp thì bắt buộc chúng ta phải có một cái chỗ đứng máy cân bằng. Máy mà đậu không cân bằng thì sẽ không lấy được phẳng đâu các bác. Ở nhiều video mình có chia sẻ rồi thì chúng ta muốn di chuyển ấy thì chúng ta có thể chống xoay, nhưng mà đối với cái vùng đất cát này này chúng ta có thể vừa kéo này vừa xoay này thì nó sẽ khiến cho máy của chúng ta nhẹ đi rất là nhiều, nhẹ cực kỳ nhiều luôn, và đặc biệt xoay nó dễ. Đấy, mình cứ kéo đâu mình xoay thế này dễ. Bên cạnh đó thì chúng ta phải làm một cái đường nó được phẳng phẳng một chút, mình đậu máy nó mới cân được. Đậu cân thì lấy mặt bằng nó chuẩn lắm. Đây là cái góc làm việc mà anh em rất thích đúng không? Sau cái video này thì anh em nào có nhu cầu gọi là thích xem video góc nào khi mình lái máy thì cứ comment ở dưới nhá. Mình sẽ tiếp tục làm những video vậy để gửi đến anh em và giúp anh em giải đáp những cái phần thắc mắc. Đấy, cái này đất cát này lắm, lúc nó cũng hơi lầy một tí. Thời buổi này thì cũng không cần phải máy đời cao lắm, cũng không cần phải máy đẹp lắm, chủ yếu là đi làm mà cứ có điều hòa là thích rồi. Điều hòa mình làm nó mát, nó không mệt người. Thế bây giờ lái con 2019 hay 2020 mà máy không có điều hòa rồi, máy mà không có cặp pin thì cũng vứt tất các bạn. Đây, cái đoạn này thì mình đang lấy mặt bằng dở này. Mặt bằng trên cát này lấy cũng khá là khó đấy, vì là chỉ cần lấy nhầm một tí thì nó sẽ bị âm, mà nâng nhanh quá thì nó sẽ dương lên. Cơ bản nhất là hai tay trang phải phối hợp thật là nhịp nhàng, phối hợp không nhịp nhàng thì lấy mặt bằng không được chuẩn. Nhiều khi lâu rồi không lái, nhiều khi cũng quên nghề. Sau khi xong thì gạt phát cho nó nhìn
kéo bớt nó vào cho nó thấp xuống. Nhiều anh em cứ bảo là kiếm con máy đời cao mà làm nó là sướng. Nói chung là làm máy đời cao chứ chắc là sướng đâu các bạn. Làm máy đời thấp đôi khi là đỡ phải căn, nhiều khi nó chảy chụa máy một tí cũng không sao. Làm máy đời cao thì nhiều khi là chảy chụa một tí để sót. Nói chung là máy cứ có điều hòa là ngon rồi. Đây, nhưng phần đất này thì được mình xúc và quăng ra phía sau này, qua khỏi cái cọc kia ra ngoài mới là hết phạm vi của đường. Đây, đến vuông vuông như vậy. Đây là đường để trước mặt để vào cái sảnh chính của cái căn nhà. Thời tiết miền Bắc thì còn nắng to nữa nhưng mà nó sẽ oi. Đấy, thời tiết oi này còn khiếp hơn cả nắng. Tầm này mà làm ngoài trời mà mua cái máy che không, máy nhỏ nữa thì vất vả, không điều hòa, hơi nóng từ máy bốc ra rồi còn hơi nóng của thiên nhiên nữa. Đấy, rất là khâm phục những anh em nào mà đang làm máy có máy che đấy. Nên là những anh em nào đang yêu nghề, đang làm nghề thì cố gắng nha. Vì làm cái nghề máy này thì ai cũng phải trải qua những cái lúc vất vả. Đấy, có sư khổ rồi thì mới có sướng được. Đấy, phần này thì vẫn tiếp tục là những cái cát được mình xúc, mình quăng ra phía đằng sau. Khối lượng đất quăng lên rất là nhiều, hãy quăng ra hết tận ngoài kia luôn. Trường thì trong rất nhiều video mình có nói rồi, làm công trường thì nó sẽ nhàn hơn làm dân rất là nhiều, nó không bị mệt. Đấy, nó không mất quá nhiều sức khỏe. Máy làm nó cũng êm hơn nhiều so với việc là đi làm với dân. Dân thì cường độ làm việc cao. Cốt phía trước
trước mặt mà mình đã lấy rồi. Đây, lấy cho cốt này. Mình lấy một lần mà chưa được thì mình lấy lần hai. Các bạn phải bằng để lưu đèn. Nhiều người thì bảo là đây có mỗi hai cái tay trang này nhưng mà điều khiển thì quá dễ dàng. Đúng, thì điều khiển nhiều khi nhìn là điều khiển rất là dễ đấy, nhưng mà đến cái lúc vào việc chuẩn rồi thì thấy là điều khiển cái tay trang này khó phết nhỉ, làm sao để nó ra vào đều đặn nhịp nhàng mà không bị giật. Đất cát này thì mình có dương lên độ khoảng một ít thôi, cũng không sao cả, vì là khi lu ấy hoặc đầm thì nó còn xuống. Nhưng nếu mà nền đất hoặc nền đá mà cao tầm 5-10 phân là thấy mệt rồi đấy, nó không bao giờ xuống được, xuống được nhưng mà lâu lắm.
mình bắt đầu mới hạ cốt dần dần rồi mới gạt bằng bảng dưới. Đây thì cứ làm tầm 5 giờ nghỉ, sáng thì 11 giờ nghỉ. Đây toàn bộ là những cây trong trường học mà này, có những cây sả cừ, có những cây nhãn, các loại cây. Mình lại làm ngay cái gì ở hàng cây nên là nó, thời tiết nó mát, điều hòa nó nhanh mát lắm, máy nó cũng không nóng nữa, máy mà không nóng thì thao tác thao tiết nó mới nhanh được. Lấy mặt bằng thì nó khó, nó lâu, nhưng phải nói là cái công việc mà quăng đất về đấy công việc nhàn nhất thiên hạ. Công việc này buồn ngủ cực kỳ luôn. Vẫn biết là tuy nó nhàn nhưng nó buồn ngủ. Nhiều lúc là làm thì lúc nào phải có một sấp chai nước để vả vào mặt đấy. Phá nhà phá cửa thì nó bình mình còn căng mắt căng não để nhìn nó không buồn ngủ. Cái làng đất này nhiều lúc quăng nó buồn ngủ. Đây là một cái góc khuôn đường mà ngày hôm nay mình đã đào. Toàn bộ phần đất thì mình đã chất thành đống to và dồn hết ra phía đằng sau.
Và ngày mai thì máy sẽ tiến hành đào một cái khuôn đường dọc, nhưng mà nhỏ hơn so với cái khuôn đường chính này. Nữa là hoàn thiện toàn bộ cái phần đào đường ở đây. Ở đây thì còn rất là nhiều hạng mục cần phải đào, như là đào rãnh này, đào bồn hoa và trung chuyển cái phần đất này ra phía đằng sau căn nhà này nữa. Đấy. Công việc ở đây còn rất là nhiều. Hy vọng rằng sau này khoảng vài ba bữa nữa thì đây sẽ có một cái mặt bằng rộng đẹp. Và mình sẽ cùng gặp lại các bạn ở các video lần tiếp theo nhé. Video mình ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.